Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào chiều nay, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã hạ cánh tới sân bay Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, chặng cuối cùng trong khuôn khổ chuyến thăm. Ngay sau khi đến tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Nhân đại Vân Nam. Với vị trí chiến lược là cửa ngõ mở ra khu vực Nam Á và Đông Nam Á, Vân Nam được Trung Quốc chủ trương thúc đẩy trở thành đầu cầu quan trọng trong mở cửa của khu vực Tây Nam. Những năm gần đây, quan hệ giữa tỉnh Vân Nam với các bộ ngành và với các địa phương biên giới phía bắc của Việt Nam được duy trì và thúc đẩy. Hai bên thường xuyên giao lưu trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp. Hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch cũng được phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19. Tiếp Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác giữa các cấp các ngành Việt Nam và tỉnh Vân Nam, khẳng định luôn tạo mọi điều kiện để các địa phương Việt Nam thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc, nhất là các địa phương có chung đường biên giới như tỉnh Vân Nam. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên chủ tịch quốc hội cho rằng nhu cầu và tiềm năng hợp tác của hai bên còn rất lớn đề nghị tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo các địa phương triển khai hiệu quả các cơ chế thỏa thuận hợp tác hiện có phối hợp tuần tra biên giới trên đất liền chống khủng bố hợp tác quản lý xuất nhập cảnh phòng chống tội phạm qua biên giới thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực trọng điểm nhất là kết nối đường sắt tuyến côn minh lào cai hà nội hải phòng đẩy mạnh hợp tác du lịch giao lưu trao đổi phát triển bền vững phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới theo ba văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan phối hợp giải quyết ổn thỏa các vấn đề tồn động và vụ việc phát sinh tại khu vực biên giới xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định bí thư tỉnh ủy vân nam vương ninh bày tỏ vinh dự được đón chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm tỉnh vân nam với hai ưu thế nổi bật là vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên vân nam tăng cường kết nối đường sắt đường bộ mở rộng hợp tác thương mại logistics phát huy vai trò là cửa ngõ của trung quốc với các nước nam á đông nam á trong đó có việt nam nhất trí với các đề xuất hợp tác cụ thể của chủ tịch quốc hội vương đình huệ bí thư vương ninh khẳng định vân nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với việt nam nỗ lực phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp các cấp làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế thương mại khuyến khích doanh nghiệp vân nam đầu tư sang việt nam sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp hải sản chất lượng cao của việt nam tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng các lĩnh vực nông nghiệp xanh nông nghiệp hiện đại năng lượng xanh thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế văn hóa giáo dục du lịch